khổng lồ là có đây. Khổng lồ. Tô cơm. Ô. Còn này cái tô bằng cái xô tới nước. Cái tô cơm của chú hiện giờ ăn luôn hả? Bữa nào ngon á thì một tô còn không ngon là có nửa tô. Còn trước đó. Ờ, mình là cái chân của mình là thuộc dạng là chân lớn á nhưng mà không bằng một phần nữa. Đôi dép nhìn cái bàn chân của chú Mỹ đỏ cái đôi dép nó như đôi dép trẻ con rồi. Đúng rồi, nè. Đây. Nó cao, hồi đó mới 16 tuổi hen là hồi đó là có cái mái nhà hai mái là chú biết, đứng là đưa cái đầu lên nhiêu nè. Chào chú Mỹ. Chào chú Mỹ. Ra trước ngồi cho mát chú Mỹ. Ra trước đi. Đây là ngôi nhà của chú Mỹ và cô bác của anh chị, chú Mỹ phải sống ở đây. Và nói thật với cô bác của anh chị, đây là chị dâu. Em ruột. Em ruột hả? Quên em ruột. Rồi đứng lên đi chú. Chú Mỹ. À, bây giờ chắc có lẽ là nhờ anh Hoa cầm cái máy đo đúng chiều cao của em với chú Mỹ trước ha. Rồi. Ê, chú Mỹ ra đây. Chú bây giờ thì chú Mỹ bao nhiêu tuổi rồi con? Lớn tuổi hơn. Thưa cô bác của anh chị, Bùi Hồ thì cao 1m67 và nặng 65kg. Đang đứng rất là nhỏ bé. 80kg. Rất là nhỏ bé hơn so với chú Mỹ. Và chú Mỹ năm nay thì 60 mấy tuổi? 65 tuổi dậu đó. 65 tuổi và cái chiều cao của chú Mỹ á là 2m2 và chú nặng là 80kg. Một con người này mình như thế này mà rất là nhỏ bé đó, đi lên kênh. Rồi, rồi đi, đi. Đi chú Mỹ ơi. Đứng thẳng lên chú Mỹ. Cái chân của chú bị đau chứ chú đứng thẳng lên một dạ, cái nữa ha. Ổng bị bệnh chỉ cho nó rút ổng xuống hoài đi không có nổi. Ồ, nhìn chân của chú Mỹ là đứng là khom khom rồi đó nha, có nghĩa là cái chân đưa chứng thẳng rồi đó nha. Đúng rồi, già rồi mà 65 tuổi cô bác của anh chị. Là Bùi Hồ là đứng tới vai thôi, có nghĩa đi là đứng được thẳng ra đó, nhưng là nó nói thật cô bác của anh chị là đứng tới nách của chú Mỹ thôi. Nếu mà chú mà đứng thẳng lên là đứng tới nách thôi. Ông bệnh không ông gài ông đi bệnh chỉ quanh nằm ông quá trời ông đi không nổi luôn á. À bình trĩ hả? Có 40 năm nay rồi chị đâu có được đâu chú ơi. À, hết thấy đường luôn, không thấy đường luôn. Bây giờ hết thấy đường luôn hả? Thấy đường luôn rồi, đi đụng vô nhà gầm gầm chảy máu đầu rồi. Ôi. Ừ. Hôm nay sức khỏe của chú yếu dữ ha. Yếu lắm, yếu rồi đi không nổi luôn. Ờ. Ừ. Cô... bây giờ hai mắt cà trắng hết rồi. Thấy gì không? Dạ thấy gì không? Thấy gì? Đâu chú xẻ bàn tay chú ra chú Mỹ. Đây. Xe đây xe bự ra và bàn tay của mình cô bác của anh chị mình sẽ đặt cái bàn tay mình lên họ thấy không, thấy không, và đôi dép của mình mang á, đôi dép này mang nè đó. Coi cái bàn chân này mình là cái chân của mình là thuộc dạng là chân lớn á nhưng mà không bằng một phần nữa. Đôi dép nhìn cái bàn chân của chú Mỹ đỏ cái đôi dép nó như đôi dép trẻ con rồi. Đúng rồi nè, đây. Đôi dép của người khổng lồ. Đôi dép là big size luôn. Có nghĩa là cái size này khó kiếm á. Không có vô chặt cái giò rồi. Đây cô bác của anh chị. Đó. Thấy đôi dép không? Khủng khiếp luôn rồi. Chú kia cho đâu 5 6 rồi mà không vừa. Mang không vừa luôn hả? Cô bây giờ cô lấy ghế cô ngồi đi để con hỏi về. Và kia tụi con hỏi về cái tình hình sức khỏe của chú bây giờ như thế nào hay cô ha. Dạ. Nhờ ổng bây giờ ổng yếu dữ lắm rồi đó mấy chú. Không có thấy đường đi đây ra chợ là đi muốn không nổi vậy. Mà có cái tật bịch lớn là phải đi sáng bữa nào cũng phải đi hai ba bữa phải đi bữa vậy đó. Không đi ở nhà bệnh. Chú thấy vậy đó bây giờ ổng không thấy đường. Đó bây giờ cô là gầu ổng bệnh chỉ của ổng đang hoành hành đi không nổi luôn. Đó bây giờ cô là đang gầu ổng đó. Không thấy đường cô sao bợ ổng nổi. Còn ổng còn sống thì ổng còn bợ ổng được. Ông xã cô mới mất 2 năm. Cũng trước đây là con gặp cô cách đây 2 năm. 2 năm ông xã cô còn. Dạ, yeah. Thì lúc ông đó thì chú Mỹ cô cũng còn rất là cứng mà bây giờ đôi mắt của chú đã mờ. Không thấy luôn, bây giờ chú kêu chú đi không biết đường vô nhà luôn, chú kêu thì về vô, không kêu là không vô. Đó. Có ông xã cô nhà hồi đó là chở ông đi chích thuốc bệnh viện là ông chở không. Bây giờ không có là cô bó tay với ông luôn. Rồi mỗi lần con hỏi cô là bây giờ chú thì rất là yếu thì mỗi lần săn sóc chú sao, tắm rửa chú sao cô? Tắm rửa là cô làm sẵn ngoài đó cây nước, xà bông đổ sẵn ông tắm ở bên ông. Đồ đạc giặt thì ông cũng giặt được, nhồi nước xà bông giặt ở bên ông. Đó lại như là nhà cửa cơm nước là cô lo, bệnh hoạn là cô lo thôi.
tới đây tới là bắt đầu là bệnh, là bắt đầu gần ngáo, bắt đầu tới là cô giặt nữa nè nha, hết thấy đường rồi đâu có thấy gì nữa đâu đó. Tôi chú tự làm cái công việc cá nhân cho mình được như là thay đồ, thay đạt đồ được hết không? Được, mà như vậy đó mà tới như mùng chiếu lại vậy là cô giặt hết, chỉ cái quần áo là ổng giặt thôi. Bị ổng có cái bệnh đó là tự là ổng giặt hết không? Cô nào cũng nói thiệt vậy đó. Cô bị có nít nhỏ, cô đâu có giặt. Đó, rồi bây giờ mấy đứa nó lớn hết rồi thì giờ ổng không thấy đường thì từ từ đi nè. Ông ngoài thơ cho được cái máy giặt cũ mà cô chưa sửa được, tính đồ ổng á. Là dồn vô giặt cho ổng đó mà chưa cô chưa sửa được nữa đó. Hỏi nó sửa nhiêu 450 ngàn. Chú là không có vợ luôn hình hoa? Không có vợ con gì hết trơn luôn. Hồi nào giờ vì... này anh chú ở đây một mình thôi. Ở có một mình nè, anh này cũng như anh ở đầu đó tới giờ. Chứ không phải là anh ruột, anh ở đầu. Hồi đó ba ông sinh với má sinh về nuôi. Là có nghĩa là nói là anh Hoa là em nhớ nhầm là trước đây là trong cái thời kháng chiến á thì tại sanh ra người ta bỏ. Tại sanh ra ta bỏ thì ba mẹ của cô mới đem về mẹ nuôi. Mẹ của cô sanh ra cũng bỏ. Cho nên ở ngoài thơ bỏ vậy gì ngoại sinh về là mẹ cô nuôi luôn, có sửa nhà sửa mẹ đó rồi nuôi luôn tới giờ luôn, có 3 ngày là cô nuôi luôn đó. Gốc của chú này có thể không phải là người Việt Nam. Người này ổng là kêu bằng Phi Lục Tân hay gì nè. Còn ổng không phải người đây, người nước ngoài. Nhưng mà từ con cũng chưa biết thì chú là từ nhỏ là chú phát triển là lớn. Lớn vậy luôn đó, cao, hồi đó mới 16 tuổi hen, là hồi đó là có cái mái nhà hai mái là chú biết, đứng là đưa cái đầu lên nhiêu nè. Mái nhà mà cái đầu. Bây giờ chú đứng lên đó đó. Hồi đó hai. Chú đứng giờ chú đứng thử à. Đứng là đứng chưa có thẳng đâu, bây giờ là ông cái dọn gùng dữ lắm rồi, hồi đó ông đứng băng cao gáo lắm đó thấy không? Cái đầu nhìn cái mái. Ôi. anh bằng bằng cái mấy tôn rồi. Đó bởi vậy đó. Đó, đó. Chú xích qua chú Mỹ. Xích qua chút rồi. Xích qua. Oh. Đó. Đứng cũng bằng cái mái đó thời đó. Chú xích qua chú đỡ chú Mỹ. Đó. Ồ, phải nói là một người khổng lồ là có đẹp. Khổng lồ hay sao nè. Đó, bây giờ anh Hoa vô thử đứng ơi, em. Dạ. Đây. Đó anh vô thử đứng đi nha. Đó, bây giờ tới rồi. Bây giờ mình vô đứng thử với chú Mỹ coi. Đó, đứng ra đằng ngang dài thẳng lên. Đứng chị ơi, lên. Ra thì anh Hoa thì chiều cao của anh Hoa là khoảng tầm anh Hoa là một dân thể thao. Thì anh là một người gọi là chiều cao cũng có cũng được khoảng 1m7 nhưng mà chỉ đứng chưa tới vai luôn. Ngồi đi, ngồi lại xuống. Bây giờ chú còn đi được không cô? Đi tới đi lui đây thì được nhưng mà lủi không thấy đường, nhắm hướng đi đại cũng như chú hồi đó chú thấy đường là chú thuộc lòng nha. Rồi bây giờ là bây giờ không thấy đường là thuộc lòng đi, thấy đường rồi biết rồi đó, giờ không thấy đường là thuộc lòng đi. Và cái giường của chú ngủ là cô có thể chia sẻ lại cho cô bác quý anh chị mà chưa xem kênh, với cái giường của chú ngủ là xây mấy mét? Cái đó là xây là 2m5 hay gì cho dư dò ổng đó mà gốc gục nằm. Ổng quay hồi cũng lú dò ổng ra ngoài. Rồi chú cho chú Mỹ vô nằm thử con. Đây vô giường của anh hai. Để hiểu rõ thêm, để cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm đi. Xây ra cái giường chú Mỹ sẽ vô đi vô. 2m5 2m4 vậy đó, vậy vậy ổng mà chiều cao 2m2 rồi. Bây giờ là vậy. Thật ra thì nếu như mà chú đứng thẳng lên thì chiều cao của Bùi Hồ với lại anh Hoa Lệ chỉ là trẻ con so với một người trưởng thành thôi. Trời ơi cái gối nằm làm tùm lum quá nè, nằm đại xuống đi. Nằm đại ngay cái giò coi tới đâu. Đây. Quay cái giò đầu lên. Đây là xây chiếc giường ngủ của chú Mỹ đây. Nằm xuống. Đây là chiếc giường xây khổng lồ. Quay vô gối đi, quay vô gối. Vậy là cái giường mình mua ngoài chợ là chú nằm không được. Không có được, cái này chỉ xây mà, cái giường là đưa dư cái giò. Đó nghe đi, đó chú thấy không, đó 2m mấy mình 2m5 mỗi một cái viên gạch như thế này là 4 tấc. 1 2 3 4 5 2m4 6 2m4 thì 2m4 trừ ra mỗi bên 2 tấc thì chú chiều cao chú là 2m2 bởi vậy đó, cái là 2m2 đó. Rồi được rồi, rồi ngồi dậy đi. Bây giờ về ăn uống của chú thì sao cô? Bây giờ ông yếu dữ lắm rồi chú ơi. Mỗi lần ông ăn á là hồi xưa đó hen là ông ăn 4 lon gạo đó. Yeah. Bây giờ là cái tô này cái bữa nào ăn ngon thì được, không được tô không, còn ăn không ngon là nửa tô cũng chi bỏ cù lại nữa. Cho chú ra đây đi cho mát. Ra này đi anh hai. Ăn cái tô khổng lồ đó. Tô khổng lồ vậy đó. Tô cơ. Ú. Còn này cái tô bằng cái xô tưới nước. Cái tô cơm của chú hiện giờ ăn luôn hả? Bữa nào ngon á thì một tô, còn không ngon là có nửa tô. Còn trước đây. Hồi trước á thì ăn 4 lon gạo rồi là chú biết rồi đó. 4 lon gạo. Bây giờ một ngày là 65 tuổi bệnh là ăn một tô gì? Một tô. Cho. Chú thấy hả?
là chè xô nước tới cúng gầm là má bà cúng hang là cái anh đấy chứ sớm anh nói y y mày ăn hết mà 50 viên chè không y đố ông ăn là 25 chén là đúng 50 viên luôn đó. Trời ơi. 50 viên chè hồi đó nấu đâu phải nhỏ như bây giờ đâu, hồi đó giờ nấu nhỏ nhỏ cho đó viên bự không ăn vậy. Mà còn nhưng mà cái tay của chú đó là bị lau bằng cỏ đó, bằng cỏ rồi chặt vô lâu rồi nó là khoảng hai mấy tuổi. Ừ, bằng tay nè. Chỉ là em bé so với một người trưởng thành. Đây là cái chân của chú là bị giãn tĩnh mạch. Bị giãn tĩnh mạch hết rồi. Trời ơi, dục sình mà chú thấy mương này mà dục qua tới mương bên kia luôn, mạnh cỡ nào. Bao lúa ba dạ là thảy lên giác mình tỉnh quẹo. Sức mạnh vô địch ha. Bởi vậy chú thấy á, cái hũ đường mà cái hũ mà cái kiểu mà hũ đường hay cái hạt da bò mỗi lần là mình nhận như cải đó hen. Nguyên một hạt vậy là bưng đi te te đi xuống dưới ghe luôn đó. Nhận như cải rồi bưng đó là lại bưng vậy là đi xuống ghe luôn. Sức khỏe vô địch ha. Bởi vậy rồi. Mà bây giờ yếu dữ lắm, yếu. Rồi sau này trăm tuổi già thì sao? Trăm tuổi già thì cũng cô nuôi không chứ sao giờ. Nhỏ cháu bây giờ nghỉ học lớp 10 rồi mà nghỉ học phải mà đi mần mướn á. Về nuôi. Bây giờ con chị nó giờ lỡ cha nó lo tới giờ còn có năm nữa là ra đại học rồi. Giờ em phải mận nuôi luôn con chị mà nuôi luôn cậu hết. Tồi nhé, thì giỏi dữ vậy trời. Chú Mỹ gặp tụi con xuống chú Mỹ vui không? Dạ cũng vui. Cũng vui ha. Vui. Tại sao hôm nay chú còn có hai chiếc găng à? Cũng ở chơi nguyên ngàm luôn. Còn cái thằng cỡ còn hai ba cây à. Bây giờ chú Mỹ thử nói chào cô, chào mọi cả nhà, cô bác quý anh chị gì rồi. Chào cả nhà đi, nói chào cả nhà. Ờ chú, bây giờ chú Mỹ là nè, cầm cái máy của con nè. Cầm được không? Thấy đường cầm sao không? Không cầm được. Nói chào cả nhà đi. Nói vậy ra, nói chú hỏi gì đó thì trả lời. Chú thấy người khỏe không? Nói con khỏe chút. Mừng nha. Học cơ thì trả cho thầy ăn hết trơn nhiều. Chú không biết chữ. Hồi đó là ba ông đưa đi học rồi quên hết rồi rước thầy về nhà cũng học không được thôi nghỉ luôn dốt luôn tới giờ luôn đó. Chắc đi chú đi học là ông thầy sợ chú lắm đúng không? Không có sợ mà học cũng khổ cả thầy. Tại vì chú lớn hơn ông thầy quá. Ông thầy to, chú to, ông thầy không sợ, không dám dạy chữ luôn cho luôn cho nên bây giờ không biết chữ luôn. Không biết chữ luôn. Chú Mỹ có hỏi này, ngày xưa là thầy giáo á là đánh dữ lắm. Và đặc biệt là mà học trò nào mà không có thuộc bài ha là đánh kinh khủng lắm. Vậy ông thầy ông có dám đánh chú không? Ở đó không đó. Có đánh không ở đó. Nhưng mà đánh ông thầy có dám đánh chú không? Đánh con rồi một hả? À. Ông thầy ông không dám đánh chú nhiều đúng không? Dạ. Anh Hoa biết tại sao ông thầy không dám đánh nhiều không? Bự con quá. Bự con quá. Đánh sợ nó nóng đây là mày cơ. Đó đúng rồi, đánh rồi sợ nó đau quá rồi quay lại hay gì không? Nó xử là mày cơ. Ngày xưa là chú học hết lớp mấy chú nghỉ? Hết lớp năm chú nghỉ vậy học lớp một mà còn không xong mà là chú học cô hay là học thầy? Thầy cô có trơn. Thầy cô có trơn là lúc mà chú lên trả bài là chú đứng một cái là chú cao hơn thầy ngồi không? Ông cũng thấp đâu có cao. Ông thấp chứ ông đâu có cao. Nhưng mà chú là cao hơn ổng đúng không? Cao nhất. Cao nhất. Hồi đó là còn luôn sạch à. Hồi đó nói chung là ba của cô là khá lắm. Rước thầy về nhà dạy luôn đó, mà dạy học trước quên sau rồi thôi chịu vậy chứ biết sao nhỉ. Mà giờ ông cũng đâu có được bình thường cân nóng đâu, không phải vậy mình. Khờ chứ không phải là không hiểu gì khờ. Nói tiếng một gì đó. Chứ thầy lại trả cho thầy. Chứ thầy trả thầy chứ. Cũng như cái nước của ổng mà qua cái nước mình ở mà hồi đó bị gì nó khó khăn rồi nó đâu có. Em nhắc ghế cho chú ngồi con ơi. Nhưng mà chú thì ở nhà mà không đi làm là được lâu chưa cô? Là khoảng 4-5 năm nay rồi là ở nhà luôn, không có đi làm là nữa. Yếu là không yếu không là 5 năm nay, 6 năm rồi đó. Từ hồi má mất tới giờ là không có đi nữa. Má mất hôm nay cũng khoảng 7-8 năm vậy là không có đi nữa đó. Không có đi làm. Nói đi ra đến cái xã này thì nói chú Mỹ người cao. Đúng rồi. Không ai mà không biết về chú. Tới Phong Điền hỏi người ta cũng biết. Mà vô tới Bà Mít hỏi người ta cũng biết luôn. Ở đâu ông cũng biết ổng hết trơn á. Nói ông Mỹ, nói ông Mỹ, Mỹ là người ta biết hết ông hả? Mỹ đó, ông khổng lồ đó. Ông khổng lồ ông Mỹ không à. Ông Mỹ không, đi tới đâu, hồi đó là ông đi cái bằng chân của ông ện xuống dưới sình nè. Là người ta thấy cái giật mình cái bằng chân ông luôn đó, là cưng biết rồi. Người ta tưởng nó là bằng chân của người khổng lồ. Đó, bởi vậy chừng thấy ông rồi người ta mới biết. Nhưng mà hồi thanh niên này chú Mỹ không có yêu ai hả? Không. Sao hả? Từ nhỏ vậy luôn.
À, dài luôn à... Không có để ý không ai cô nội mà cũng đây cứ vợ đi tôi không có chịu. Sao không chịu? Khó lắm. Khó lắm. Nói thật với anh Hoa, ngày xưa ở ở miền Tây á là toàn là cây trái, vườn là cây trái không à, mà sự giữa vườn này với vườn kia là không có hàng rào lưới bơi bơi mưa giống như sau này đâu. Mà cái ngày xưa mà khi mà còn nhỏ nhỏ người ta thường hay ăn cắp vặt lắm à. Và gọi là ăn trộm vặt, ăn mận lấy. Đâu có đi hái trái của ai được, tại chú Mỹ đi hái thì cái bàn chân của lún sành người ta biết rồi sao. Hồi đó chú Mỹ có thường ngạch không luôn không đúng không con? Không có ăn cắp trộm gì của ai, nhưng cho thì lấy, không cho thôi chứ dứt khoát. Cái bàn chân này mà ịnh xuống là không có chối cãi được á. Không có ai, không có cái sai nào mà bàn ấy. Cái gì lớp cơm á, nói là mặn nhiều lớp cơm mà giường á. Rồi do cam quýt rồi nó là trái thà thà vậy là ông đi xài đầu sầu riêng đầu là ông đi lụm đỉnh beo ha, mà không có qua giường ai hết. Thấy đường rõ lắm mà. Theo chia sẻ của cô thì nói chú Mỹ là người phi lục tân. Giải nghĩa cái từ phi lục tân, phi lục là châu lục, không biết thêm cái từ tân là từ ở đâu ra, nhưng mà miền Tây không hiểu. Hồi xưa là ngoại mấy bà mấy cô ngoại nói là người phi lục tân là mình biết gì thôi. Con hỏi thật cô à, ngày xưa giờ là chú không có quen ai đúng không? Không quen ai hết trơn, chỉ vậy. Rồi với lý do là người ta sợ chú cao quá. Không phải đâu, thấy ông khờ. Những phần nào giờ là ông không có nghĩ về tới vợ con cho nên đâu có quen ngay đâu. Rồi có đi hỏi vợ cho chú không? Ba ông cũng nói mày chịu cưới vợ không? Không. Đi cưới vợ tôi cưới vợ chứ không có chịu ở vậy hà. Đó là không chịu cưới vợ. Ủa chú có thích phụ nữ không? Bây giờ cưới vợ chịu không? Ôi. Sao vậy? Ông nói mình ơi, ông có hổng xong nữa. Cưới vợ ta nuôi. Vợ nuôi. Sao thôi? Giờ không nổi đâu. Sao chịu không nổi? Sợ nó vợ đánh nó vậy đó. Sợ vợ đánh hả? Nhưng mà chú to cho mà sợ gì vợ đánh. Sợ lắm. Sợ nó bỏ mình luôn. Nó bỏ mình luôn. Chú sợ bỏ hay là sợ vợ đánh hay là chú đánh vợ xỉu? Sợ rồi nó bỏ. Nó thấy nó sợ quá. Nó có vợ sao nó bỏ không cho ăn. Vậy lý do mà chú không cưới vợ là sao, nói lại cho tụi con nghe với. Sợ nó dữ à. Là gì? Thứ nhất là gì? Sợ, sợ gì? Nó không cho ăn. Nó không cho ăn. Nó không cho chú ăn. Chú không chịu lấy. Rồi sao nữa? Chú ngơi khờ vậy lắm. Hỏi tới đâu là nói tới đó. Chú khờ vậy lắm. Rồi sao nữa chú? Về mình sao mình nói vậy chứ ai có biết được. Mà con không biết. Dạ. Chú đưa tiền lên nó không biết. Thôi. Là nhưng mà hồi trước thì biết không? Biết. Bây giờ không biết. Không biết, không thấy đường mà đâu có biết. Không có thấy đường. Nhưng giờ cưng cầm là 500, hỏi nhiêu là nói tầm bậy tầm bạ đâu chứ. Hay là cưng cầm tờ 100 mà cứ nói số lớn cũng ừ, hỏi cho đâu. Bây giờ chú đâu thấy đường đâu? Không thấy đường đâu nữa, biết. Bởi vậy. Nhưng là đi lạc hỏi gì mà giờ hỏi chú đi về đâu? Đi về Cầu Nhiếm mà nhà ông Ba Quá là nhà ông già ruột của cô. Là người ta biết ông Ba Quá nào giờ cũng có nổi tiếng vậy, cho nên người ta cũng biết nhà ông Ba Quá ta đưa về nhà. Vậy đó. Một người khổng lồ không vợ con. Không có vợ con. Thấy câu chuyện này hấp dẫn không? Nhà đúng là khổng lồ. Do nè, cái nghe chú nước ngoài cho cái nhà bây giờ cái toàn là cây mới cất lên không, bây giờ mục rồi. Ổng đi ổng đụng hoài, gãy mấy cây chống hết dân. Ổng đi ổng đụng hoài, bị không thấy đường đi cái đụng chị. Thôi chứ ngoài ra là ổng thôi kệ, cô nói giờ ổng ở đây đi, cô ăn gì ổng ăn ấy. Vậy nè, bệnh thì cô cũng chở ổng đi chích thuốc còn này kia nọ vậy thôi, ngoài ra là giờ cô kệ nó, nếu chở ổng nổi thì cô kêu bác sĩ về nhà chích. Cô bây giờ có ước muốn gì không? Cô bây giờ cô chỉ cần là có. Không phải là gì, cô giờ cũng đang khổ, không đất dưỡng, có cái đền nhà không à. Cô như có cái số tiền để cô lo bệnh cho ổng từ từ tới. Nhưng chỉ nó hoành hành ổng quá. Đó, ổng thì ổng mộng có cái nhà cất cho bự. Mà tôi nói thôi, có mình nên thôi vậy đi. Mà đòi cất cái nhà cho bự chứ. Hôm nay thì con với anh Hoa đến đây thăm cái chú Y. Nói chung là thấy hôm nay sức khỏe của chú ốm nhiều rồi. Nãy giờ chủ yếu là hai anh em muốn tạo cho chú một cái cảm giác vui vẻ, yêu đời trong cuộc sống. Và cái mục đích duy nhất là tụi con đến đây để thăm cái sức khỏe của chú. Tại trước đây 2 năm này con có quay về chú rồi. Và cái mục đích thứ hai là con muốn
gửi cho cô để chú hỗ trợ cô thay mặt anh được ở Hồng Ngự Đồng Tháp, gửi cho cô cái số tiền để cô giữ đi, chú không ấy đâu, để cô mua thuốc men dạo rồi cho chú. Chú nói vậy thì nó coi cảm ơn đi anh được á, anh được nhiều, nói lớn lên nó cảm ơn anh được nhiều. Cảm ơn chú. Chú được nhiều. Dạ. Mai mốt chú đi làm YouTube với con được không? Đâu có. Hả? Nay đi hết nổi rồi. Đâu biết gì đâu. Trời ơi trời trời, cái máy mà đưa lên chú một cái ha. Ôi. Ôi. Cái bóp rồi chú. Khổng lồ thiệt luôn á. Đưa cao cao lên chút kệ đó. Rồi được rồi, con cảm ơn chú, nó chơi với chú thôi. Chúc chú sức khỏe nha. Ngồi đây ngồi xuống. Con cảm ơn cô, chắc chào chào cô vậy. Chú nhiều. Cô chỉ cần như thế thầm hàng tháng hay gì đó, rồi ai cứ gửi 500, 300 rồi cô lo thuốc cho ổng cũng được nữa. Buổi hồ, xin chào cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Cô đứng với thay mặt anh, thay mặt gia đình chú Y xin chân thành cảm ơn anh được, cũng như là cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ đồng hành cùng cơm buổi hồ.